Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Phương, là sinh viên khóa 2 của trường Đại học EDX, lớp Happy 2. Và bài tập hôm nay đó chính là bài tập về môn nghiên cứu con người. Mình sẽ tổng quan lại về buổi học ngày hôm nay, bao gồm nghiên cứu con người là gì, tại sao phải nghiên cứu con người được diễn ra như thế nào, nghiên cứu con người được sử dụng ở đâu, và tiếp đó sẽ là làm sao để có thể nghiên cứu con người, và cuối cùng là nghiên cứu con người sẽ hướng đến mục tiêu là gì và là những ai. Thì để giải đáp cho câu hỏi đầu tiên, đó chính là nghiên cứu con người là gì. Nghiên cứu con người có thể hiểu là một sự khảo sát, tìm hiểu của khoa học để khám phá, hiểu thêm một cách sâu sắc và toàn diện hơn về mỗi cá thể, nhằm làm giàu tri thức bao gồm con người và những tác động xung quanh. Nói tóm lại, nghiên cứu con người thì sẽ giúp cho bản thân chúng ta được hiểu sâu hơn về các đặc điểm ngoại trừ ngoại hình là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy, thì chúng ta có thể hiểu sâu hơn về tính cách này, cũng như là sở thích hoặc là một số điều đặc biệt về con người khác. Tiếp theo đó chính là tại sao phải nghiên cứu con người. Mỗi chúng ta đều biết rằng biết người biết ta, trong trận trăm thắng nghiên cứu con người sẽ giúp ta hiểu sâu sắc hơn về đối tượng, có thể là chính bản thân, người thân, bạn bè, khách hàng. Từ đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được tâm lý, hành vi, chức năng, giúp bản thân đưa ra những phương pháp cụ thể để tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ hoặc bán hàng một cách hiệu quả hơn. Và nghiên cứu con người được diễn ra khi nào? Nghiên cứu con người được diễn ra khi bản thân chúng ta có nhu cầu muốn tìm hiểu rõ về đối phương, cũng như muốn hiểu rõ về chính bản thân mình. Nghiên cứu con người được sử dụng ở những đâu? Nghiên cứu con người thì có thể được sử dụng ngay chính trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hoặc là trong nghiên cứu khoa học. Đối với trong cuộc sống thường ngày thì nghiên cứu con người sẽ được nghiên cứu ở một mức độ thấp hơn và nhỏ hẹp hơn. Còn trong khoa học thì nghiên cứu con người sẽ được nghiên cứu ở một phạm vi rộng lớn hơn, sâu sắc hơn. Khoa học sẽ áp dụng việc nghiên cứu để nghiên cứu với nhiều cách tiếp cận khác nhau, đồng thời có thể phân tích thêm nhiều khía cạnh về tâm lý học, hành vi, hoặc là về bản chất của con người, giúp để từ đó có thể phát triển xã hội, cũng như phục vụ đời sống một cách thuận lợi hơn. Và làm sao có thể nghiên cứu con người được chia nhỏ thành ba loại chính, đó chính là nghiên cứu tâm lý con người, nghiên cứu hành vi và nghiên cứu tiềm năng của con người. Để có thể hiểu nghiên cứu con người thì mỗi chúng ta cần có những cách tiếp cận phù hợp hơn, từ đó đưa ra những các biện pháp cũng như là những mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Nghiên cứu con người hướng đến mục tiêu là những ai? Mục tiêu nghiên cứu con người là giúp bản thân thân chúng ta hiểu rõ về đối phương, cũng như hiểu rõ chính bản thân mình. Chúng ta nên hiểu rằng việc nghiên cứu con người ở đây không chỉ là chúng ta đi nghiên cứu người khác để bản thân chúng ta có thể hiểu rõ người khác, mà đồng thời chúng ta có thể nghiên cứu và hiểu rõ về chính bản thân mình, từ đó tìm ra cho mình những cái mục tiêu cũng như là cái sở thích hay là khả năng và những
những cái khía cạnh mà chúng ta được coi là thế mạnh để chúng ta phát huy và phát triển một cách tốt hơn. Và việc nghiên cứu con người thì và tổng kết lại, nghiên cứu con người đó chính là tìm hiểu một cách sâu sắc về bản chất bên trong mỗi người qua những gì chúng ta tiếp xúc trải nghiệm, chứ không chỉ qua mắt nhìn. Cơ bản khi nghiên cứu con người, chúng ta có thể sử dụng WeWork, ở đây có nghĩa là viết tắt của tổ hợp 6 từ tiếng Anh. We có nghĩa là wisdom, sự minh, nó thể hiện sự minh triết tư duy. E đó chính là ethics, tính là tính cách đạo đức. We tiếp theo đó chính là willpower, power, sức mạnh ý chí. E tiếp theo đó chính là emotion, thể hiện về phương diện trên cảm xúc. B đó chính là body, là cơ thể, đó chính là diện tiếp xúc cả bên ngoài và thể chất ở bên trong. Và S đó chính là soul, đó chính là linh hồn. Và từ đó thì nó cũng khái quát được tất cả các phương diện của bản thân chúng ta, từ ngoại hình, tính cách, đạo đức này, về sức mạnh, tiềm năng ở bên trong, ý chí, định hướng và cảm xúc, cùng với đời sống tinh thần cũng như là đời sống thể chất của chúng ta, để có thể hiểu hơn, hiểu rõ hơn về mỗi người. Và đó chính là những gì mà mình khái quát lại trong buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.